hậu vệ Bayern Munich Alfonso Davi khiến người hâm mộ không khỏi thán phục về tốc độ của mình trong mưa tuyết. Alfonso Davi đã đạt tốc độ tối đa 35,6 km/h trong một pha chạy nước rút ngoạn mục trong trận đấu giữa Bayern Munich và Amira Bili ở Bundesliga. Chỉ sau hơn nửa giờ, nhà vô địch World Cup Club bất ngờ bị dẫn trước 2 bàn. Nhưng trong khoảng thời gian này, Davi vẫn gây ấn tượng bằng một tình huống giải vây ấn tượng. Anh đuổi theo cầu thủ đối phương với tốc độ vượt trội để có thể hóa giải mối nguy hiểm này. Và trước khi vào phần xem clip, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh thứ hai được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Trong thế giới bóng đá hiện đại, khi mà chiến thuật pressing đang thịnh hành ở mọi ngóc ngách, thì tốc độ và thể lực hiện đang là những tiêu chí hàng đầu của các huấn luyện viên trong việc tuyển quân. Chính vì vậy, ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau điểm qua top những cầu thủ vừa nhanh vừa khỏe để xem một khi họ đã bứt tốc cực đại thì đối thủ sẽ phải hít bao nhiêu làn khói nhé. Alan Saint-Maximin, mở đầu cho video ngày hôm nay sẽ là một cái tên có vẻ còn khá xa lạ với nhiều người, vì anh ấy đã không những chỉ chơi cho câu lạc bộ suýt thành đại gia Newcastle United mà lại còn sở hữu một cái tên đọc méo hết cả bộ nhớ, đó là Alan Saint-Maximin. Tiền vệ người Pháp sở hữu một thân hình trông khá đùm nhưng lại có khả năng bứt tốc tuyệt vời. Không ít lần số 10 của chất chòe thực hiện những cú đẩy bóng và bắn tốc kinh hoàng, khiến cho các hậu vệ ở Premier League chỉ biết âm thầm hít khói. Ferland Mendy, tiếp tục với danh sách, chúng ta lại đến với một cầu thủ đến từ Pháp, nhưng anh có tiếng hơn Maximin nhiều. Ferland Mendy hiện đang là sự lựa chọn gần như không thể thay thế bên hành lang cánh trái của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid. Hậu vệ cánh từng khoác áo Lyon hội tụ đầy đủ yếu tố để có thể trở thành một Marcelo phiên bản phòng ngự tốt hơn tại Nhà Trắng. Kỹ năng bứt tốc tuyệt vời cũng như việc thuận cả hai chân giúp cho khả năng phòng ngự cũng như chồng cánh hỗ trợ tấn công của Mendy ngày càng trở nên đáng sợ. Gareth Bale, mặc dù đang đánh mất phong độ và bị bỏ rơi hoàn toàn tại Real Madrid, phải trở lại Tottenham Hotspur để tìm cảm giác chơi bóng, nhưng không thể phủ nhận rằng đẳng cấp của Bale cho đến thời điểm hiện nay vẫn là điều gì đó rất gì và này nọ. Và những pha nước rút của siêu sao xứ Wales vẫn luôn thuộc hàng quá nhanh quá nguy hiểm. Mặc cho đã bước sang tuổi 31, nhưng Gareth Bale vẫn có thể dễ dàng vượt qua những hậu vệ đối thủ. Rõ ràng nếu được dũ bỏ tâm lý của mình, Bale chắc chắn là chơi bóng vẫn đỉnh hơn đánh gôn nhiều, đúng không anh em? Vinicius Junior, không thể phủ nhận rằng dù đã được mài dũa khá nhiều thời gian tại một môi trường đỉnh cao như ở Real Madrid, nhưng độ trưởng thành trong lối chơi của Vinicius Junior vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Tốc độ cải thiện tư duy chơi bóng của tài năng Brazil này tỷ lệ nghịch hoàn toàn với khả năng bắn tốc độ của anh. Vào một ngày đẹp trời, sẽ thật khó hậu vệ cánh nào có thể theo kịp những pha chạy như một vận động viên điền kinh của Vinicius khi thanh niên vừa hội tụ nguồn thể lực dồi dào, lại có khát khao tuổi trẻ mãnh liệt. Cơ mà về khoảng dứt điểm cuối cùng thì thôi, có lẽ phải kiên nhẫn hoặc thiếu nhân sự lắm. Chúng ta mới thấy huấn luyện viên Zidane hiền như vậy mỗi khi chàng trai 21 tuổi tung chân sút bóng. Romelu Lukaku, đứng tiếp theo trong danh sách. Vâng, bạn không nhìn lầm đâu ạ. Đó chính là siêu tiền đạo, nỗi ác mộng của mọi hàng thủ, cựu nghệ sĩ nhân dân Romelu Lukaku. Với cái thể hình đô con và như kiểu muốn đấm mọi đối thủ, nhưng bất ngờ Lukaku lại sở hữu cho mình tốc độ tuyệt vời.
nguồn thể lực dồi dào, sải chân dài cùng với chế độ siết cân khắc khe từ khi chuyển sang Inter Milan là những yếu tố giúp cho một thanh niên chuyên giật mình tại MU ngày nào đã trở thành con quái vật thực sự trên hàng công tại giải đất hình chiếc ủng, giúp cho Inter vẫn đang chiếm vị trên ngôi đầu bảng Serie A. Pierre-Emerick Aubameyang, đội trưởng hiện tại của Arsenal, dù đã ngoài 30 nhưng vẫn còn nhanh hơn khối thanh niên sức dài vai rộng. Vì xuất phát điểm là một tiền đạo liệt cánh nên tốc độ của Aubameyang nhanh khỏi bàn. Theo thời gian khiến cho cầu thủ người Gabon càng bó vào trong để chơi như một tiền đạo. Nhưng đây lại là nơi cựu sao Dortmund cho khán giả thấy phiên bản hủy diệt nhất của mình. Kỹ năng dứt điểm được nâng cao kết hợp cùng với những màn chạy xé gió trong chiếc áo số 14 huyền thoại. Aubameyang gần như chạm đến những gì huyền thoại Thierry Henry để lại tại sân vận động Emirates hoa lệ. Ousmane Dembele đứng ở vị trí tiếp theo trong danh sách các máy chạy siêu đẳng chính là bệnh binh trăm cũ của Barcelona, Ousmane Dembele. Cầu thủ đã ngốn của đội bóng xứ Catalan tới 135 triệu euro, đá cũng không đến nỗi nào, chỉ khổ là thời gian nằm trên giường bệnh của Dembele nó còn nhiều hơn gấp mấy lần thời gian anh thi đấu. Cơ mà vẫn may một điều, mỗi khi nhà vô địch World Cup 2018, trong thể trạng khỏe mạnh nhất, anh vẫn thể hiện được phong độ ổn định. Đặc biệt nhất phải kể đến những cú xé gió bên hành lang cánh, đóng góp khá nhiều vào những đợt lên bóng cũng như triển khai tấn công của Barcelona. Kingsley Coman đã nhắc đến những cầu thủ có khả năng bứt tốc kinh hoàng trong thế giới bóng đá hiện đại. Thật khó có thể loại người hùng của Bayern Munich tại Champions League 2020, Kingsley Coman ra khỏi danh sách. Thanh niên mắng danh hiệu nhất nhì hệ mặt trời này sở hữu vận tốc lên đến 36,51 km/h. Coman luôn là một sự lựa chọn yêu thích của các huấn luyện viên hiện nay, nhất là khi chiến thuật pressing đang ngày càng thịnh hành, mẫu tiền vệ vừa nhanh vừa bền như cựu sao Juventus lại càng có nhiều đất diễn. Kylian Mbappe. Chúng ta đã thấy có rất nhiều cái tên đến từ Pháp sở hữu một tốc độ kinh hoàng, nhưng để tìm ra một người vừa kết hợp được tốc độ cùng sự lạnh lùng chính xác trong khâu kết liễu đối thủ lại với nhau một cách nhuần nhuyễn, không ai trên mảnh đất hình lục lăng thời điểm hiện tại có thể sánh ngang với Kylian Mbappe. Tiền đạo vừa nã vào lưới Barca tới 4 bàn sau 2 lượt trận C1, càng chơi càng thể hiện mình chính là cái tên xứng đáng nhất kế nhiệm di sản đồ sộ mà đế chế Ronaldo Messi để lại. Và gốc rễ cho sự đáng sợ của Mbappe chính là khả năng tăng tốc cả quãng ngắn lẫn dài đầy bá đạo. Ở độ tuổi 23 căng tràn tuổi trẻ, Kylian hứa hẹn sẽ là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời tốt cầu trong tương lai.
Adama Traoré. Cho tới lúc này của video, chắc hẳn các tín đồ của dòng đua xe bắn súng trong bóng đá vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó đúng không nào? Chính xác rồi, bởi vì ông thần Adama Traoré chưa xuất hiện, làm sao danh sách này có thể hoàn hảo được? Sở hữu một thân hình không khác gì đô vật lực lưỡng, tiền vệ của Wolverhampton còn khiến cả thế giới bóng đá kinh ngạc với tốc độ phải gọi là hack game của mình. Khả năng bứt tốc lên đến 37,7 km/h cùng với ngoại hình sẵn sàng hút văng bất cứ kẻ ngáng đường nào đã giúp cho Adama Traoré dường như độc tôn trong bộ môn kết hợp giữa bóng đá và đấu vật. Nếu hoàn thiện thêm kỹ năng dứt điểm, chắc chắn một điều cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ là món hàng cực hot trên thị trường chuyển nhượng mỗi khi phiên chợ mở cửa. Vừa rồi là top những máy chạy sở hữu tốc độ kinh hoàng trong thế giới bóng đá hiện đại. Vẫn còn rất nhiều cái tên xứng đáng nữa, nhưng vì thời lượng của video có hạn nên hơi đáng tiếc là họ không thể góp mặt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.